phần này á, thì sẽ bao gồm 3 phần chính. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về giải phẫu và của cái hệ tiết niệu, thứ hai là về chức năng của thận, thứ ba là đường dẫn niệu và các động tác tiểu tiện, và em sẽ trình bày lần lượt các ý sau. Đầu tiên ha, mình sẽ nói về giải phẫu của hệ tiết niệu. Thì đây là cái hệ tiết niệu của mình, nó bao gồm các thành phần sau đây: thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Thận là ở đâu? À, ai cũng biết hết ha, mọi người chúng ta đều có hai cái thận, thận phải và thận trái ha. Dạ, chết rồi, em không thấy hình thầy ơi. À, mọi người khác thấy không? Thấy thầy. Có thầy bình thường mà thầy. Thấy bình thường thầy. Dạ có thầy. Dạ thấy thầy ơi. Thấy rồi, bình thường. Rồi, vậy là cái máy của cái anh mà mới nó không thấy là bị vấn đề nha, chứ không phải là bên em nha. Anh có thể thoát ra anh vô lại để coi hình nha. Khi nào nhiều người báo thì thầy kiểm tra thầy, phải mất thời gian thầy. Rồi, thận đây, thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo ha. Mọi người chúng ta đều, thì nói nôm na là cái hệ tiết niệu là cái gì? À, nói nôm na là khi mà trong cái khi mà cơ thể của mình á anh chị, các tế bào trong cơ thể mình á sử dụng oxy nè, sử dụng cái chất dinh dưỡng để làm gì? Để mà nó tạo năng lượng, để mà cho các tế bào nó hoạt động ha, cho các tế bào nó hoạt động. Thì trong cái quá trình á mà nó tạo cái năng lượng như vậy, tạo ra năng lượng để các tế bào hoạt động như vậy, thì cái cơ thể của mình nó sẽ, cái quá trình đó nó sẽ sản sinh ra những cái phụ phẩm, và những cái phụ phẩm đó là những cái chất độc đối với cơ thể trong cơ của mình, đó là chất độc đối với cơ thể của mình. À, và nếu mà nó tích lũy ở một cái nồng độ cao nhất định thì nó sẽ gây độc đối với cơ thể của mình. Vì vậy mình phải tìm một cái cách nào đó để mà mình thải những cái phụ phẩm, những cái chất độc đó ra khỏi cơ thể mình. Thì một trong các cơ quan đó thì đó chính là hệ tiết niệu, được chưa? Một trong các hệ cơ quan đó chính là hệ tiết niệu. Thì cái nhiệm vụ cơ bản nhất của cái hệ tiết niệu của mình đó chính là đào thải được cái chất cặn bã ra ngoài. Và những cái chất cặn bã đó chính là do khi mà trong quá trình các tế bào trong cơ thể của chúng ta sử dụng oxy, sử dụng chất dinh dưỡng để mà tạo năng lượng, thì nó sẽ sản sinh ra những cái phụ phẩm đó, và cơ thể của chúng ta sẽ phải loại bỏ những cái phụ phẩm, những cái chất độc đó ra khỏi ngoài cơ thể chúng ta, và nó sẽ loại bỏ bằng hệ tiết niệu. Và nó là cái chức năng nôm na cơ bản nhất của cái hệ tiết niệu, được chưa? Thì nó, thì trước khi mà đi đến những cái phần chức năng đó, chúng ta sẽ đi đến cái phần giải phẫu. À, đây là hai thận của chúng ta ha. Rồi, mỗi người đều có hai cái thận, thận phải và thận trái. Rồi, thận thì nó có chức năng là gì? Nó có chức năng là nó tạo nước tiểu, hình thành nên nước tiểu. Sau khi mà nước tiểu đã hình thành ra rồi thì sao? Nó sẽ đi qua một cái nước tiểu của mình đó anh chị. Từ cái thận này nó sẽ đi theo một cái ống. À, nó sẽ đi một cái ống màu vàng nè. Em chỉ anh chị thấy ha. Nó sẽ đi theo cái ống màu vàng này. Đó. Bên này thì cũng tương tự như vậy, bên thận trái thì cũng tương tự như vậy, nó có một cái ống màu vàng dẫn nước tiểu đi xuống và nó cấm, nó đổ vào. Cái này là gì? Cái này gọi là gì anh chị? Em biết, anh chị biết không? Cái này là gì? Bọng đái. Bọng đái. Bọng đái. Bọng đái nữa. Bọng quang. Bọng quang. Bọng quang. Chào bọng đái từ nông dân. Rồi. Đúng rồi thầy. Bọng quang ha. Bọng quang. Rồi. Vậy là hai cái thận của mình nó sẽ tạo ra nước tiểu, và nước tiểu của mình nó sẽ theo cái con đường này, theo hai cái ống màu vàng này. Vậy hai cái ống màu vàng này mình gọi nó là hai ống niệu quản. Mình có hai ống, niệu quản trái và niệu quản phải, sẽ dẫn nước tiểu đi xuống bàng quang. Và cái nước tiểu đi xuống bàng quang này, vậy cái bàng quang mình nó có nhiệm vụ gì anh chị? Chứa nước tiểu. Chứa nước tiểu. À, chứa nước tiểu ha. Thì cái bàng quang nó là một cái khối cơ rỗng, và cái nhiệm vụ của nó là nó chứa nước tiểu ở đó. Và mình có một cái cơ thắt niệu đạo ngoài ở đây, có một cái cơ thắt niệu đạo ngoài ở đây, và nó có nhiệm vụ, cái cơ thắt niệu đạo ngoài này có nhiệm vụ là nó giữ cho cái, nó siết lại hoặc là nó có thể mở ra, tức là nó có thể điều hòa được cái quá trình mà chúng ta muốn đi tiểu ra ngoài hay không. Ví dụ như là đang trong cuộc họp, đang học gì đó, chúng ta không thể đi tiểu được, thì mình có thể kiểm soát được cái việc đi tiểu đó bằng cái việc là mình có thể chủ động. Nó là cơ văn mà, nó là cơ văn, bản chất của cái cơ thắt niệu đạo ngoài nó là cơ văn, thì mình, ý thức của mình có thể điều khiển được cái cơ đó, đúng chưa? Cơ thắt niệu đạo ngoài. Thì khi mà mình siết lại thì sao? Cái bàng quang của mình nó sẽ chứa nước tiểu, và nước tiểu nó sẽ không đi ra ngoài. Và
sau đó thì sao? Khi mà xong chuyện của mình rồi, mình kiếm được một cái chỗ relax thoải mái, đồng không môn quạnh rồi ha, mình có thể đi tiểu ra được, thì sao? Mình giãn cái cơ thắt niệu đạo ngoài này ra. Đây, cái đây là một cái đường dẫn, nó dẫn nước tiểu từ bàng quang đi ra ngoài. Được chưa? Đó, đó là cái việc đi tiểu của mình. Thì cái ống á mà nó dẫn nước tiểu từ bàng quang mà nó đi ra ngoài, nó là cái ống gì anh chị? Hả? Nó niệu là đạo. Chính xác, nó là niệu đạo nha. Nó là niệu đạo ha, nó là niệu đạo. Và anh chị cần thận trọng ha. Rồi, nhớ trên này niệu quản, ở dưới này là niệu đạo nha anh chị. Niệu quản thì mình có hai ống, niệu đạo mà chỉ có một ống thôi. Nhiều khi nhiều anh chị mình quên đó nha. Mình ghi trên này niệu đạo không mà mai mốt mình thi thực tập giải phẫu là mình phải ghi cho chính xác 100% nha. Sai một chữ thì cũng không được nha. Cho nên là mình phải học những cấu trúc giải phẫu. Nếu mà mình ghi sai cái tên nó là mất cái nghĩa của nó luôn, cho nên là không thể nào mà ghi sai mà cho điểm đúng được ha. Rồi đó, năm nay là như vậy. Thì mình thận của mình đầu tiên ha, mình đi đến cái thận của về cái giải phẫu của cái thận của mình, thì nó là một cái cơ quan quan trọng nhất của cái hệ tiết niệu, đó chính là thận. Mỗi người chúng ta đều có hai cái thận ha. Thì thận của mình nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phía sau phúc mạc ha, dọc hai bên cột sống. Tức là sao? Thì trong cái khoang ổ bụng của chúng ta đó anh chị, thì nó có một cái lớp mạc, một cái lớp màng, nó bao phủ hầu hết các cơ quan ở trong cái ổ bụng chúng ta. Thì cái màng đó mình gọi nó là lớp phúc mạc, cái phúc mạc, được chưa? Cái mạc là cái màng đó anh chị, cái phúc mạc ha. Cái phúc mạc nó sẽ bao phủ hầu hết cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, hai cái thận của chúng ta thì nằm ở phía sau cái lớp phúc mạc đó. À, vậy tức là hai cái thận của chúng ta nằm dọc hai bên cột sống và nó nằm phía sau lớp phúc mạc, tức là lớp phúc mạc nó không có phủ, nó không có bao phủ hai cái thận này, được chưa? Và cái thận phải của mình á, anh chị để ý thì sao? Nó thấp hơn so với cái thận trái, tại vì bên cái thận phải này của mình nè anh chị, có cái gì? Có cái gan, được chưa? Bên thận phải, bên cái phải, bên cái hạ sườn phải của mình nó có một cái cấu trúc là gan. Gan của mình nó sẽ đè cái thận phải xuống thấp một chút xíu. Vì vậy, cái thận phải của mình về mặt cấu trúc giải phẫu á, thì nó thường thấp hơn so với thận trái khoảng 2 cm đến 3 cm, được chưa? Khoảng 2 cm đi, giờ dễ nhớ nha. Rồi, và cái kích thước của thận á, thì thận của mình nặng khoảng 120 đến 150 gram mỗi cái thận nha, mỗi cái thận. Và cái đây là cái đây là kích thước 3 chiều của cái thận ha. Thì anh chị chắc là dễ nhớ, 12 6 3, anh chị cứ lấy 12 này chia đôi ra được 6, 6 chia đôi ra được 3 ha. Thì cái 12 này là cái gì? Chiều dài của cái thận nha, chiều dài của cái thận. Rồi, 6 này là chiều ngang của cái thận và 3 này là chiều bề dày, độ dày của cái thận á, bề dày của cái thận, được chưa? 12 chia 6, 12 chia 2 được 6, 6 chia 2 được 3 ha, chắc là dễ nhớ. Mỗi cái thận của mình nó sẽ khoảng 150 gram, được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa thì sao? Tiếp theo nữa thì mình sẽ cắt cái thận ra để quan sát coi bên trong cái thận của mình nó có cái gì. Thì đây là người ta cắt cái thận, cắt cái mặt cắt ngang của cái thận ra, người ta quan sát coi bên trong cái thận có cái gì. Thì cái thận của mình đó anh chị, thì nó bao gồm hai vùng, được chưa? Nhu mô thận và son thận. À, nhu mô thận và son thận mình phân biệt sao? Nhu mô thận và son thận, thì nhu mô thận ở đây nè, thì nó cái chức năng của nó là nó hình thành lên nước tiểu, được chưa? Hình thành lên nước tiểu xong nó sẽ đổ vào son thận, nó sẽ đổ vào son thận. Son thận nó là cái gì? Nó là các đài thận bé. Các đài thận bé, đây là chỗ này là chỗ em chỉ con chuột nè, đài thận bé nè. Đài thận bé nè, đài thận bé nè, đài thận bé nè, đài thận bé nè. Các đài thận bé này sao? Nó sẽ hợp lại, nó sẽ hợp lại tạo thành các đài thận lớn, được chưa? Tạo thành các đài thận lớn ngay vị trí con chuột em chỉ. Đài thận lớn. Và các đài thận lớn này nó hợp lại thành một cái cấu trúc lớn hơn nữa để nó chứa nước tiểu, đó chính là bể thận. À, vậy son thận của mình là gì? Là các cấu trúc màu vàng này nè anh chị, anh rõ không? Các cấu trúc màu vàng này nè, thì sau khi nước tiểu nó hình thành ở cái nhu mô thận xong, nó sẽ đổ vào cái son thận của mình qua các cấu trúc như sau. Qua các cấu trúc nó từ nhỏ đến lớn như sau, à, là từ các đài thận bé. Các đài thận bé hợp lại thành các đài thận lớn, được chưa? Các đài thận lớn hợp lại thành bể thận. Và bể thận này nó nối với một cái ống gì nè anh chị? Cái ống gì nè? Cái ống gì dẫn nước tiểu xuống bàng quang nè? Niệu quản này. À, nó nối với niệu quản nha. Vậy cái bể thận của mình nó sẽ nối với cái niệu quản và nước tiểu sau khi nó đi ra đây nè,
thì nó cũng đi xuống theo con đường niệu quản để mà nó xuống cái bàng quang nó chứa rồi chứ, được chưa? Thì nói tóm lại, son thận là những cái màu vàng này, là các đài thận bé, đài thận lớn và bể thận, được chưa? Các đài thận bé hợp lại thành các đài thận lớn hợp lại thành bể thận, được chưa? À, và ở đây người ta chỉ vẽ một cách đơn giản cho mình dễ hiểu thôi ha, chứ thực ra thì nó bài nhầy, nó phức tạp hơn nhiều ha. À, thì 8 đến 18 cái đài thận nhỏ thì nó mới hợp lại thành các 2 đến 3 cái đài thận lớn, và 2 đến 3 cái đài thận lớn này nó mới hợp thành bể thận, được chưa? Thì tức là những cái cấu trúc nhỏ hơn nó sẽ kết hợp với nhau tạo thành một cấu trúc bự hơn, và có các cấu trúc bự hơn đó kết hợp với nhau tạo thành một cấu trúc bự hơn nữa, đài thận nhỏ, đài thận lớn và bể thận. Đó là các cấu trúc của son thận. Rồi. Còn phần còn lại của cái thận đó chính là nhu mô thận. Được chưa? Phần còn lại của cái thận đó chính là nhu mô thận. Nhu mô thận thì ở đây á, anh chị, nhu mô thận tại sao người ta kêu là nhu mô thận? Vì anh chị biết nhu mô thận á, cái thận của mình á, nhìn như vậy nhưng mà bên trong của nó rất là nhiều các tế bào thận khác nhau. À, bên trong của nó rất là nhiều các tế bào thận khác nhau. Tên của nó là nephron, được chưa? Rất là nhiều các nephron, một hồi mình sẽ đi đến cái đó. Rồi, nói tóm lại nhu mô thận á, thì anh chị nhìn thấy như sau. Ngoại trừ cái màu vàng này, ngoại trừ cái màu vàng này là son thận ra, còn lại là nhu mô thận. Và nhu mô thận của mình nó sẽ bao gồm hai vùng, nó chia làm hai vùng là vùng vỏ thận và vùng tủy thận, được chưa? Đầu tiên mình sẽ đi đến cái vùng tủy thận của mình á anh chị, thì nó sẽ bao gồm các tháp thận và các cột thận, được chưa? Các tháp thận và các cột thận, các tháp thận và các cột thận. Tủy thận bao gồm các tháp thận và các cột thận. Tháp thận nó là cái gì? Tháp thận là những cái này nè, à, những cái có màu như thế này nè. À, nó như là cái hình con sò ngược, thấy không? Anh chị thấy không? Rồi, những cái hình con sò ngược nè. Ha. Thì nó là tháp thận. Rồi, ở giữa các tháp thận. Ở đây là tháp thận, 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 và ở giữa các tháp thận này nó chính là cột thận, được chưa? Rồi, ở giữa này là cột thận, tức là sao? Tức là cái cột thận á là nó nằm xen giữa giữa các tháp thận thì người ta gọi nó là cột thận. Được chưa anh chị? Là cột thận ha. Rồi, vậy cái vùng tủy thận của mình sẽ bao gồm các tháp thận và các cột thận. Và cái phần bên ngoài, vậy đây đem vẽ lên cho anh chị dễ hiểu nha. Rồi. Rồi. Nằm ra ha. Rồi. Vậy là cái nào mà nó nằm ở trong cái màu đỏ này là son thận, được chưa? Rồi. Cái mà nó nằm ngoài này là tháp thận. Là tháp thận và cột thận, gọi chung là tủy thận, được chưa? Cho đây là tủy thận. Rồi, còn cái phần nằm ở ngoài kia này. Phần nằm ngoài kia này thì mình gọi nó là cái gì? Vùng vỏ thận, được chưa anh chị? Cái phần nằm ngoài kia thì mình gọi nó là vùng vỏ thận ha. Vùng vỏ thận. Được chưa? Vùng vỏ thận. Rồi, vùng vỏ thận. Vậy, đó, được ha, vậy là vùng vỏ thận. Được chưa? Nhắc lại, son thận, à, son thận là sau khi nước tiểu nó hình thành ở cái vùng nhu mô thận rồi, nó đổ vô các đài thận bé, các đài thận bé đột hợp lại thành các đài thận lớn hợp lại thành bể thận, và bể thận này nó sẽ chứa nước tiểu, và nước tiểu nó sẽ dẫn xuống theo con đường niệu quản xuống bàng quang để mà dự trữ. Rồi, phần còn lại là tủy thận, phần còn lại là nhu mô thận. Nhu mô thận bao gồm hai vùng, vùng vỏ thận và vùng tủy thận. Trong đó có vùng tủy thận thì các bạn cần nhớ là bao gồm các tháp thận và các cột thận. Đó, vậy là xong ha. Rồi. Anh chị, đó là cái hình thể ngoài, đó là hình thể ngoài, đó là cái giải phẫu đại thể, tức là những cái gì mà con mắt của mình có thể nhìn thấy được ha, những cái gì con mắt của mình có thể nhìn thấy được đó là giải phẫu đại thể. Nhưng không đơn giản như vậy, thì những cái tế bào nephron này thì cái thận mà của mình á thì nó được cấu tạo bởi nhiều các tế bào nephron. Mỗi thận của mình nephron, nephron, đây cái chữ nephron đây anh chị. Nha, đây cái chữ nephron đây. Nephron là gì? Là một cái đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản nhất
của cái thận. Mỗi thận của chúng ta bao gồm rất là nhiều các nơ phong khác nhau, bao gồm rất là nhiều các nơ phong. Nó chiếm tới, nó tới là 1,2 triệu đến 1,5 triệu nơ phong mỗi cái thận. Và nơ phong là gì? Nơ phong là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản nhất của cái thận. Là tức là cái thận của mình á anh chị, nó bao gồm nhiều cái nơ phong khác nhau, nó hoạt động một cách độc lập với nhau. À, mạnh còn nơ phong nào nó sẽ tạo nước tiểu cho cái thằng nơ phong đấy. À, anh chị hiểu không? Mỗi cái thằng nơ phong nó đều có chức năng nó tạo nước tiểu và nó hoạt động riêng biệt với nhau, nó hoạt động riêng biệt với nhau ha. Nó hoạt động riêng biệt với nhau. Như thế nào thì một hồi mình tới sau. Anh chị chỉ cần biết nơ phong là đơn vị cấu tạo cơ bản nhất của cái thằng. Đơn vị cấu tạo cơ bản nhất của cái thận. Và nơ phong của mình nó bao gồm hai thành phần như sau là cầu thận và ống thận. Đây là cái vùng cầu thận, được chưa? Đây là cái vùng cầu thận. Rồi, và cái ống nó giãn dài thòn này nè là ống thận, được chưa? Giãn qua tới đây luôn. Thì nó là ống thận. Cầu thận của mình là cái gì? Cầu thận của mình nó sẽ bao gồm hai thành phần. Đầu tiên là búi mao mạch cầu thận. Búi mạch cái màu đỏ này nè anh chị, nó là mao mạch cầu thận ha, cấp màu đỏ này nè là búi mao mạch cầu thận. Và phần còn lại đó chính là bao bô manh là cái gì? Nó chính là một cái khoang và nó chứa cái dịch lọc ban đầu. Tức là sao? Một hồi em nói tới chỗ này. Bây giờ anh chị nhớ giùm em cái giải phẫu trước đi. Cái nơ phong của mình nó bao gồm hai phần, cầu thận và ống thận. Đầu tiên là cầu thận, nó bao gồm búi mao mạch cầu thận. Thứ hai là bao bô manh, được chưa? Và cụ thể hơn thì một hồi mình nói tới, được chưa? Rồi, ống thận. Đây ống thận thì nó bao gồm 4 đoạn. À, ống thận là cái đoạn dài này ha, cái đoạn dài này nó sẽ bao gồm 4 đoạn. Đầu tiên là ống lượng gần. Thứ hai là ngoài hay lê. Thứ ba là ống lượng xa. Thứ tư là ống góp, được chưa? Bao gồm 4 đoạn như vậy. Bên này cũng tương tự như vậy. Đây là cầu thận của mình, cầu thận bao gồm hai thành phần là búi mao mạch cầu thận. Thứ hai là bao bô manh, được chưa? Rồi, ống lượng gần, wide hilar, ống lượng xa và một cái ống cắm thẳng từ, nó đi từ vùng vỏ thận đi xuống tỷ thận, nó thu thập rất là nhiều các nơ phong khác nhau. Thì cái ống dài thòn thẳng từ vỏ thận đi tới tỷ thận này, đó chính là ống góp, được chưa? Thì đó là một cái đơn vị cơ bản nhất của cái thận, đó chính là nơ phong ha. Rồi, nơ phong. Thì tiếp theo một cái phần nó cũng hơi dài dài chút xíu, nhưng mà không sao cả, từ từ sẽ tới được hết. Đây, anh chị thấy nè. Rồi, cho hỏi là cái trái tim của mình nó bao gồm 4 buồng, đúng chưa? Bao gồm 4 buồng, nhĩ phải, nhĩ trái, thắt phải, thắt trái. Cái động mạch chủ của mình nó xuất phát từ đâu? Thắt trái. Rồi, chính xác nha. Chính xuất phát từ thắt trái. Rồi, cái thắt trái của mình, rồi nó sẽ có cái động mạch chủ, được chưa? Có cái động mạch chủ. Em sẽ vẽ cái động mạch chủ ra, được chưa? Có cái động mạch chủ ra. Rồi, cái này, cái em vẽ ngang này, đó chính là cơ hoành, được chưa? Cái cơ hoành. Thì cái động mạch chủ của mình sao? Cái động mạch chủ của mình nó xuất phát từ cái thắt trái, động mạch chủ đi ra, nó đi lên thì mình gọi nó là động mạch chủ lên. Rồi nó tạo thành một cái vòng cung thì mình gọi nó là cung động mạch chủ. Rồi nó đi xuống mà cái đoạn này nó nằm ở trên cái vùng ngực, cho nên mình gọi nó là động mạch chủ ngực. Động mạch chủ ngực nó cái trong cái thân mình của mình đó anh chị, có một cái cấu trúc tên gọi của nó là cơ hoành. Bữa hổm mình học cái bài hô hấp á, cái cơ hoành là cái cơ hô hấp chính của mình đó anh chị, cơ rất là lớn á. Nó sẽ chia cái thân mình của mình ra làm hai, được chưa? Ở trên cái cơ hoành thì nó là ngực, cái vùng ngực, cái khoang ngực. Ở dưới cái cơ hoành thì mình gọi nó là khoang bụng. Thì cái động mạch chủ của mình, động mạch chủ lên nè, cung động mạch chủ nè, động mạch chủ ngực nè. Và sau khi đi qua cơ hoành thì nó đổi tên thành gì? Ở trên khoang ngực thì động mạch chủ ngực, ở dưới cơ hoành thì mình gọi nó là khoang gì? Động mạch gì? Động mạch chủ bụng. Rồi, động mạch chủ bụng. Gì không phải động mạch chủ bụng nha. Nó chính là động mạch chủ bụng, được chưa? Rồi, động mạch chủ bụng mình tới đây nè. Ha, tới đây nè. Đó, động mạch chủ bụng mình đây. Rồi, cái động mạch chủ bụng mình nó sẽ cho hai cái nhánh.
để mà nó đi nuôi thận thì mình gọi nó là động mạch thận, được chưa? Dễ không? Động mạch. Dạ, dễ. À, động mạch chủ bụng nó sẽ cho hai nhánh, nhánh đi nuôi thận thì tên nó là động mạch thận. Động mạch thận. Rồi, thận thì mình có hai trái, thận trái và thận phải, đúng chưa? Thì thận trái thì mình gọi là động mạch thận trái, thận phải thì mình gọi nó là động mạch thận phải. Rồi xong ha. Rồi. Đây, đây là cái động mạch thận của mình đây, tới đây chưa? Đây là tới được cái động mạch thận của mình chưa? Tới được cái động mạch thận chưa? Dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi rồi, hình dung nó từ đâu ra ha? Hình dung nó từ đâu ra? Rồi. Rồi, từ thắt trái lên động mạch chủ, lên động mạch cung, động mạch chủ, động mạch chủ ngực, qua cơ hoành thành động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng nó sẽ cho hai nhánh đi ra để nuôi cái thận mình, nó chính là hai cái động mạch thận trái, động mạch thận phải. Thì mình tới đây được nè. Động mạch thận là tới đây được nè. Ok. Rồi, bây giờ tiếp tục. Động mạch cái thận của mình nó dài tới 12 cm lận. Mà cái nhánh này nó cũng cái động mạch thận này thì nó cũng không bao phủ được hết. Muốn mà bao phủ được hết thì sao? Nó phải chia nhánh ra để mà nó nuôi từng vùng bao phủ hết trơn toàn bộ cái thận. Thì nó chia nhánh ra, đầu tiên nó sẽ chia thành các động mạch này. Đây, cái động mạch này đây. Thì mình gọi cái động mạch này là động mạch phân thùy, được chưa? Bao gồm nhiều thùy ha. Thì phân thùy trên trước, phân thùy dưới trước. Rồi, động mạch thùy dưới, được chưa? Rồi, động mạch phân thùy sau. Nó bao gồm nhiều cái nhánh phân thùy khác nhau, nhưng mà ở đây em chỉ cần yêu cầu anh chị nhớ tên của nó là động mạch phân thùy là được rồi, được chưa? Động mạch phân thùy. Rồi, động mạch thận chia thành các động mạch phân thùy. Đừng hỏi em tại sao nha. Đừng hỏi em tại sao này kêu bằng động mạch phân thùy nha. Không biết nha. Bây giờ giải phẫu, bây giờ người ta đặt tên vậy bây giờ chứ không lẽ kêu gì bây giờ, đúng không? Đó là chi tiết giải phẫu. Nó là chi tiết giải phẫu, mình chỉ học thuộc nó thôi chứ mình không có giải thích được kìa. Nó là động mạch phân thùy. Tại vì phân ra thì kêu phân thùy hay sao? Thì nó là động mạch phân thùy, được chưa? Động mạch đầu tiên từ động mạch thận phân ra thì mình gọi nó là các động mạch phân thùy. Các động mạch phân thùy. Các động mạch phân thùy nó sẽ cho những cái nhánh nó đi về phía bên nè, nó đi về cái cột thận nó nằm ở phía bên của cái tháp thận, anh chị đúng không? Cái tháp thận là như cái hình con sò rồi, thấy chưa? Nó nằm ở bên hông của cái tháp thận nè. Rồi, cái động mạch mà nó nằm ở bên hông, nó nằm ở bên hông của cái tháp thận thì mình gọi nó là động mạch gian thùy. Đây là động mạch gian thùy, đúng chưa? Động mạch gian thùy. Sau đó thì sao? Các động mạch gian thùy này nó sẽ hợp lại với nhau. Bên này là động mạch gian thùy, bên này cũng là động mạch gian thùy. Hai động mạch gian thùy này nó hợp lại với nhau tại vị trí là vùng đáy của cái tháp thận, ở cái đáy của cái tháp thận nè, thấy chưa? Nó hợp lại với nhau. Thì nó hợp với nhau nó tạo thành một cái vòng cung thì mình gọi nó là động mạch hình cung. Được chưa? Đây là động mạch hình cung nè. Đây cũng là động mạch hình cung nè. Rồi, và các động mạch hình cung này nó sẽ cho những cái nhánh đi về phía vùng vỏ thận. Được chưa? Anh chị thấy những cái nhánh màu đỏ đỏ đi về phía vùng vỏ thận không? Đó. Thì những cái nhánh đỏ đỏ đi về phía vùng vỏ thận này mình gọi tên của nó là động mạch gian tiểu thùy. Được chưa? Đó là động mạch gian tiểu thùy. Nhắc lại. Nhiều chi tiết có thể nhớ tiếp luyện. Tiểu cả. Động mạch như thế này. Động tiểu. Động mạch gian tiểu thùy đi chị. Động mạch gian tiểu thùy nha. Có một số sách sẽ viết khác. Rồi, động mạch gian tiểu thùy. Thì như thế này, nhắc lại. Động mạch thận của mình hình dung lại. Rồi, cái thắt trái của mình nó sẽ cho cái động mạch chủ đi ra, động mạch chủ đi ra thành động mạch chủ lên, động mạch cung, động mạch chủ ngực đi xuống thành động mạch chủ bụng. Nó sẽ cho hai cái nhánh đi ra để mà nó nuôi cái thận, đó chính là động mạch thận trái và động mạch thận phải. Thì ví dụ đây là cái động mạch thận trái đi, động mạch thận trái nó đi vô thận thì nó phải phân nhánh ra tạo thành các động mạch phân thùy, được chưa? Động mạch phân thùy nó sẽ cho cái nhánh động mạch gian thùy. Các động mạch gian thùy nó sẽ hợp với nhau ở vùng đáy của cái tháp thận thì mình gọi nó là động mạch gian tiểu thùy. Động mạch hình cung, được chưa? Động mạch hình cung. Nó hình cung cho nên mình gọi nó là động mạch hình cung. Các động mạch hình cung này nó sẽ cho những cái nhánh nó đi về phía vùng vỏ thận thì mình gọi nó là động mạch gian tiểu thùy, được chưa? Ok. Nó chỉ là những cái chi tiết giải phẫu thôi cho nên mình nghe lần đầu. Lại một lần nữa đi thầy. Làm một lần.
Không sao, đổi lại thôi. À, thì Thầy điều chỉnh cái viết nó lớn lớn xíu được không thầy? nó lớn quá thì nó cái boy cái là nó hết hết trơn nguyên cái Để quan sát dễ thôi. Sao để coi chỉnh là thử được thầy? không, hình như không được anh ơi, chỉnh em chỉnh không được. Mặc định luôn thầy hả? À, nó mặc định về rồi, động mạch thẳng nè, động mạch phân thùy nè, rồi nó đi ở phía bên hông của cái tháp thận thì mình gọi nó là động mạch giang thùy, các động mạch giang thùy, đây cũng là động mạch giang thùy, nó sẽ hợp lại với nhau tạo thành một cái vòng cung ở phía đáy của cái tháp thận, thì mình gọi vòng cung mà thì mình gọi nó là động mạch hình cung, được chưa? Động mạch hình cung nó sẽ cho những cái nhánh nó đi về phía vùng vỏ thận thì nó tên là gì? Động mạch giang tiểu thùy. Động mạch mạch giang giang tiểu thùy. Động mạch giang tiểu thùy thôi chứ có gì đâu, là nó không có gì khó cho anh chị, tại vì là những câu trúc giải phẫu là lần đầu anh chị nghe cho nên là nó lâu khó nhớ chút xíu thôi, thì mình ngồi chút xíu mình viết viết lại chút xíu cái là mình nhớ ha, động mạch giang tiểu thùy rồi tới đây chưa, tới được cái động mạch giang tiểu thùy chưa, còn nữa Được nha, nó rồi. còn nữa nha, nó còn nữa rồi, để chờ chờ xíu nha anh chị. Chờ em 30 giây. Rồi, động mạch giang tiểu thùy, tới tới được động mạch giang tiểu thùy rồi phải không? Rồi đi nữa nha, đây là đi nữa. Rồi. Tới đây, tới đâu rồi, tới đây rồi phải không? Mình sẽ vẽ một cái động mạch giang tiểu thùy. Đây cái này nè, trong này nè, gọi là nó là cái động mạch giang tiểu thùy nè, nó là cái động mạch giang tiểu thùy nè. Và động mạch giang tiểu thùy nó sẽ cho những cái nhánh nó đi về phía cái nơ phong. Nó đi về phía cái nơ phong. Được chưa? Đây là cái nơ phong của mình nè anh chị. Thì đi về phía vùng cầu thận của cái nơ phong, được chưa? Đi về phía vùng cầu thận của cái nơ phong ha, đi về phía vùng cầu thận của cái nơ phong thì vì nó nhỏ quá mà anh chị, nó nhỏ quá cho nên mình không có kêu nó là động mạch nữa, động mạch thì nó hơi bự bự chút xíu ha, bây giờ nó Không. nhỏ mình đổi tên nó thành, nên mình phải kêu nó chỉ tiểu đi, tiểu động mạch được rồi, tiểu động mạch rồi. Và cái động mạch mà nó đi đến nè hoặc là nó đi vào cái cầu thận của cái nơ phong á thì mình kêu nó là tiểu động mạch đến, hoặc là tiểu động mạch vào nó đi đến hoặc là đi vào thì mình kêu vậy thôi, tiểu động mạch đến hoặc là tiểu động mạch vào nó đi vào đâu, nó đi vào cái nơ phong, được chưa, nó đi vào cái cầu thận của cái nơ phong nè, được chưa, và nó khi mà nó đi vào nó đi đến thì mình kêu nó là tiểu động mạch vào hoặc là tiểu động mạch đến, anh chị muốn kêu gì kêu nào cũng được. À, rồi tại cái cầu thận này nó sẽ cho nó sẽ tạo thành một cái búi mao mạch cầu thận, được chưa, nó tạo thành một cái búi mao mạch cầu thận, nó tạo thành một cái búi mao mạch cầu thận, tạo thành một cái búi mao mạch cầu thận, tạo thành một cái búi mao mạch cầu thận, được chưa, cái búi mao mạch cầu thận này để làm cái gì thì một hồi mình sẽ với búi mao thì một hồi mình sẽ tính sao nha, một hồi mình sẽ tính sao. Rồi sau khi nó cho cái sau khi mà nó cho cái búi mao mạch cầu thận này, sau khi mà nó cho cái búi mao mạch cầu thận này thì nó sẽ cho một cái tiểu động mạch nó đi ra, nó đi ra mà đúng không anh chị, nó đi ra thì mình kêu nó là gì, tiểu động mạch đi hoặc là tiểu động mạch ra, được chưa, cái nhánh đi ra thì mình kêu nó là tiểu động mạch đi hoặc là tiểu động mạch ra ha, tiểu động mạch đi hoặc là tiểu động mạch ra, được chưa, tiểu động mạch đi hoặc là tiểu động mạch ra. Sau khi nó đi ra rồi, nó đi ra rồi, nó đi đâu nữa, nó đi đâu nữa, nó đi xuống cái phía cái ống thận này của mình và nó sẽ bao quanh cái ống thận của mình, đây anh chị thấy không, đây là cái ống thận của mình nè ha, thì nó sẽ cho cái nha, nó sẽ bao quanh cái ống thận này, sau khi cái tiểu động mạch ra tiểu mạch đi đó nó sẽ đi xuống đây và nó bao quanh cái ống thận của mình, thì cái bao quanh cái ống thận của mình thì mình gọi nó là lưới mao mạch quanh ống, được chưa, lưới mao mạch quanh ống là cái này đây, là lưới mao mạch quanh ống là cái này đây. Cái lưới mao mạch quanh ống này nó có chức năng gì, cái lưới mao mạch quanh ống này nó có chức năng gì, thì nó có hai chức năng, đầu tiên số 1 là gì,
Thứ nhất là nó sẽ nuôi dưỡng cái nơ phong của mình, được chưa? Nó nuôi dưỡng cái nơ phong của mình. Thứ hai đó anh chị, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ cùng với cái ống thận này, nó thực hiện quá trình hấp thu các chất, tái hấp thu các chất và bài tiết thêm các chất, được chưa? Đó chính là cái nhiệm vụ của cái lưới màng mạch cầu thận. Rồi anh chị tới đây được không? Anh chị tới đây được chưa? Cần nói lại gì nữa không? Thì nói lại hai cái chức năng. Rồi. À. Yeah. Rồi, ok. Rồi. Nói lại từ đầu luôn. Không sao cả. Rồi, đây là gì? Đây là cái gì nè? Bây giờ đây là cái ống da thẳng lên này, ống này là gì nè? Động mạch gì? Gian, tiểu gian. Động mạch gian tiểu thì. Động mạch gian tiểu thì, động mạch gian tiểu thì nó sẽ cho cái nhánh nó đi đến cái cầu thận của mình. Thì cái nhánh đi đến hoặc là đi vào thì mình gọi nó là tiểu động mạch đến hoặc là tiểu động mạch vào. Nó đi vào cái cầu thận và nó sẽ cho một cái búi gọi là búi mao mạch cầu thận. Búi mao mạch cầu thận này sau khi nó cho xong á, cái búi mao mạch này thì nó sẽ đi ra. Nó đi ra cái tiểu động mạch đi, cái động mạch đi hoặc là tiểu động mạch ra, được chưa? Nó đi ra, nó đi đâu? Nó đi xuống cái ống thận của mình và nó sẽ bao quanh cái ống thận của mình. Thì cái mạch máu mà nó bao quanh cái ống thận của mình thì mình gọi nó là gì? Lưới mao mạch quanh ống, được chưa? Mạng lưới mao mạch quanh ống nè, thấy chưa? Mạng lưới mao mạch quanh ống. Mạng lưới mao mạch quanh ống này nó có chức năng gì? Đầu tiên là nó sẽ nuôi dưỡng cái nơ phong của mình, nó nuôi dưỡng cái nơ phong của mình, được chưa? Thứ hai á, là nó cùng với cái ống thận của mình, nó thực hiện quá trình là tái hấp thu các chất, được chưa? Đó là hai cái nhiệm vụ của cái lưới mao mạch cầu thận. Còn ở trên cái lưới mao mạch quanh ống nha. Còn ở trên cái lưới mao mạch cầu thận á, thì nó có cái chức năng khác. Thì một hồi mình đi học cụ thể tới cái phần cầu thận mình sẽ nói sau nha. Rồi, chỗ này có khó hiểu không anh ta? Qua được cả thầy. Rồi, rồi một hồi mình sẽ nói lại, nhớ thì nhiều lần thôi, không sao hết. Nha. Rồi, ở đây là ở đây em chỉ ghi lại tóm tắt lại, em vẽ cái sơ đồ tư duy để mà cho anh chị nhớ lại, anh chị học nha. Rồi. Đó. Động mạch chủ bụng nó đi đâu, nó đi đâu tới gì tới gì tới gì tới gì tới gì đó ha. Trong cái câu em có hướng dẫn ha, là trong cái câu đề cương á, là nó có một cái câu á, em sẽ bỏ lỗ ha. Ví dụ em cho hai cái chỗ này em cho chỗ này em bỏ em đánh dấu ba chấm chỗ này đó, anh chị phải biết điền cái chỗ này là cái gì ha, ở giữa những cấu trúc này là cái gì ha. Rồi, hệ mao mạch thứ nhất đó chính là gì? Hệ mao mạch thứ nhất thì còn gọi là lưới mao mạch quanh ống, được chưa? Lưới mao mạch quanh ống. Hệ mao mạch thứ hai đó là lưới ở hệ mao mạch thứ nhất đó chính là gì? Là mao mạch cầu thận, được chưa? Lưới búi mao mạch cầu thận. Hệ mao mạch thứ hai đó chính là lưới mao mạch quanh ống nha. Và mỗi cái đó có chức năng khác nhau thì một hồi mình sẽ đi tới. Rồi nha, như vậy. Đây mới là giải phẫu thôi anh chị. Đây mới là giải phẫu thôi. Một hồi mình sẽ đi tới cái sinh lý thì mình sẽ hiểu rõ hơn ha. Rồi. Niệu quản thì quá dễ mà đúng không? Niệu quản thì nó sẽ dẫn nước tiểu của mình, nó đi thận của mình, nó sẽ hình thành nước tiểu, được chưa? Nước tiểu của mình nó sẽ đổ theo cái ống niệu quản trái và niệu quản phải đi xuống và dự trữ ở cái bàng quang của mình, được chưa? Đi xuống dự trữ ở cái bàng quang của mình ha. Rồi, đây là cái bàng quang của mình. Đây là cái bàng quang của mình, đó là một cái khối cơ rỗng, được chưa? Nó là khối cơ rỗng, nó chứa được khoảng 300 ml nước tiểu. À, và nó chứa được khoảng 300 ml nước tiểu. Rồi. Ở đây là gì? Ở đây là tuyến tiền liệt, được chưa? Đây là cơ thắt niệu đạo ngoài, nãy giờ mình mới nói nè. Rồi, em mình nói thêm vài cái bình cho nó vui ha. Rồi bây giờ nước tiểu sao mắc là làm sao mà mình cảm giác được cái việc mình mắc tiểu? Thì nước tiểu của mình đã được hình thành ở cái thận, đúng chưa? Nó sẽ theo hai cái dây niệu quản, nó sẽ uống nó dự trữ cái bàng quang. Thì bình thường nó không có nước tiểu anh chị. Bình thường, và khi mà nước tiểu nó căng lên á thì nó chiếm khoảng là 300 ml. Và ở cái thành của cái bàng quang, ở cái lớp niêm mạc của cái thành bàng quang này nè, nó có những cái thụ thể nó cảm nhận được cái việc căng đầy của cái bàng quang của mình, và nó báo hiệu tín hiệu lên trên não làm cho mình là có cảm giác là mắc tiểu, làm cho mình có cảm giác là mình mắc tiểu. Rồi, cơ thắt niệu đạo ngoài này nó có thể giữ cho nước tiểu ở trong cái bàng quang mà không đi ra ngoài. Rồi khi mà mình tìm được cái chỗ thoải mái, mình giãn cái cơ thắt niệu đạo ngoài này ra
và nước bằng nước tiểu ở trong bàng quang của mình nó sẽ đi theo cái con đường niệu đạo và nó đi ra ngoài. À, và có một cái số bệnh đó anh chị, ví dụ như là nhiễm trùng đường tiết niệu nè, thì nó gây nên nhiễm trùng đường tiết niệu. À, ví dụ như là có con vi trùng đó, nó đi nó lội ngược dòng từ cái niệu đạo của mình, nó đi vào cái bàng quang của mình, nó gây bệnh ha. Nó gây viêm, nó gây viêm, người ta gọi nó là viêm bàng quang. Đó là một trong các hình thức của nhiễm trùng đường tiết niệu, được chưa? Nhiễm trùng đường tiết niệu. Và khi nó viêm lên thì sao ạ? Nó viêm lên, nó viêm lên, nó viêm đường đường tiết niệu của mình, nó viêm lên. Nó viêm lên thì nó cũng kích thích các thụ thể này, làm cho bệnh nhân tuy là nó không có nước tiểu nhiều, tuy nhiên mà bệnh nhân vẫn bị kích thích như vậy, cho nên là bệnh nhân vẫn cảm thấy mất tiểu. Đúng chưa? Thì bệnh nhân sẽ tiểu ra ngoài. Mà khi mà không có nước tiểu mà bệnh nó kích thích cái bàng quang, làm cho mình phải mất tiểu mà đi tiểu ra ngoài thì sao ạ? Nước tiểu nó đâu có đâu, thì nó đi tiểu ra ngoài, tiểu lắc nhắc, tiểu mình gọi nó là cái thuật ngữ là mình tiểu nhiều lần á, mà mỗi lần tiểu không có bao nhiêu hết, thì mình gọi thuật ngữ đó, mình gọi cho y khoa mình gọi nó là tiểu lắc nhắc, được chưa? Tiểu lắc nhắc. Và khi nó viêm lên thì sao ạ? Nó ở đây cũng có các thụ thể đau. À, ngoài ra nó có thể viêm cái niệu đạo của mình, nó có các thụ thể đau. Thể đau thì khi mà nó viêm lên thì sẽ đau. Viêm lên thì sẽ đau. À, thì khi mà bệnh nhân đi tiểu ra thì sao ạ? Đi tiểu ra thì nó gây nên cái cảm giác rất là đau đớn, à, tiểu gắt hoặc là tiểu buốt. Được chưa? Hai cái thuật ngữ mà mình đi tiểu mà nó đau á, mình kêu nó là tiểu gắt hoặc là tiểu buốt, được chưa? Rồi, tiểu gắt hoặc là tiểu buốt. Ở đây có một cái cấu trúc, à, rồi mấy cái ông mà già già đó anh chị, mấy cái ông già già khoảng mà thường thường khoảng 6-70, thường thường trên 50 tuổi thường thường, nhưng mà thường thường khoảng 6-70 tuổi, ổng cũng gặp một cái tình trạng như nè, ổng đi tiểu rất là khó, mỗi lần đi tiểu ổng đứng ông gặn cái chừng tiếng đồng hồ ổng chưa đi tiểu nữa, mà mỗi lần đi tiểu ra ông không có bao nhiêu, mà đi tiểu xong á ổng cũng không có phê nữa, đúng không? Mình đi tiểu ra xong mình phê, mình khỏe, mà ổng đi tiểu ra ổng vẫn cảm thấy là ổng mắc tiểu hoài đó. Thì cái bệnh đó anh chị biết là bệnh gì không? Quen lắm luôn á. Ông già già khoảng 60-70 tuổi. Tiền liệt tuyến. Cái tiền liệt tuyến đó, cái bệnh tiền liệt tuyến đó. Đây là cái tiền liệt tuyến của mình ha. Bình thường mình trẻ thì nó nhỏ, nhưng mà không biết sao già thì nó bị phì lên. Không biết sao trẻ thì nó nhỏ nhưng mà già thì nó phì lên. Thì anh chị thấy đây là cái đường tiết niệu, đây là cái niệu đạo của mình nè. Thì có hai cái tiếng tiền liệt á, nó đè lên trên cái niệu đạo này. Nếu mà nó nhỏ thì sao ạ? Nó không có đè nhiều. À, thì cái niệu đạo của mình thông thoáng, mình đi tiểu thoải mái khỏe, được chưa? Nhưng mà khi mà mình già thì nó phì đại lên, thì nó chèn ép vô cái niệu đạo của mình, làm cho cái niệu đạo của mình nó hẹp lại. À, bây giờ nó cần một cái áp lực quá lớn, mình gặn hoài nó cũng không ra. À, hiểu không? Vậy đó. Thì đó gây nên cái triệu chứng của bệnh nhân, gọi là cái bệnh nhân bị phì đại tuyền liệt tuyến. Bệnh nhân là bệnh nhân đứng gặn hoài đó, mà dòng cái đi tiểu ra, mà đi tiểu xong cũng không có phê nữa, đúng không? Đi tiểu ra thì tiểu đâu có hết đâu, thì trong nước bàng quang vẫn còn nước tiểu thì gây mắc tiểu hoài đó, bệnh nhân tiểu đâu có hết đâu. Đó là cái bệnh phì đại tuyền liệt tuyến ha. Rồi. Đây, rồi cấu trúc cuối cùng của cái hệ tiết niệu của mình đó là cái gì? Đó là cái niệu đạo, được chưa? Và cái niệu đạo ở vùng người nam của mình và cái người nữ của mình nó sẽ khác nhau ha. Niệu đạo của người nam và người nữ của mình nó sẽ khác nhau. Ở người nam á thì nó dài hơn rất là nhiều. Ở người nữ là có 4 cm thôi. Ở người nam là tới 16 cm ha. À, 16 cm này không biết đúng không, nhưng mà tùy ông nam nào ha, tùy ông nam nào dài ngắn không biết ha. À, khoảng ta ghi dặn nhiều khoảng 16 cm ha. Rồi dài ngắn thì tùy thằng ha. Rồi rồi bây giờ có được hai cái dữ liệu này, giờ em hỏi anh chị một câu nè, có một cái sự thật gì nè, là người nam á bình thường cái việc mà nhiễm trùng đường tiết niệu của anh chị, cái người nam á thường thường á, nếu mà một người nam khỏe mạnh không bao giờ bị nhiễm trùng đường tiết niệu cả, nhưng mà người nữ á, thì lại có thể bị. À, với hai cái chiều dài như vậy, anh chị có thể giải tại sao mà người nữ lại mà dễ mắc cái nhiễm trùng đường tiết niệu hơn so với là người nam không? Tại vì cái đường đi nó ngắn. Con niệu đạo ngắn thôi thầy. Ngắn thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập bên từ bên ngoài vào trong. Dễ dàng hơn. Dễ nghịch luôn. À, dễ dàng hơn ha. Đó, đúng rồi. Vậy là đúng rồi. Ha. Đó, thì đây nó loại 4 xăng nó tới rồi. Này loại 16 xăng đuối quá. Loại đuối quá, loại đâu nổi vô đâu ha. Thì gặp nó khó gây bệnh hơn. Ra nó là xong. À, rồi. Đó, bây giờ anh chị nhớ ha, mai máu học cái nhiễm trùng đường tiết niệu á là cái người nam của mình bình thường chả bao giờ bị, chả không bao giờ mà người khỏe mà bị.
có nó bị một cái bệnh gì đó, nó bị một cái bệnh gì đó nó mới nhiễm trùng được tiết niệu được. Ví dụ như sao, cái ông nội này ông bị phì đại tiền liệt tuyến nè, ông nội này phì đại tiền liệt tuyến nè ha, à rồi nó chèn vô đường tiết niệu, nước tiểu mình nó bị ứ lại, nước tiểu mình nó bị ứ lại. Mà anh chị nhớ giùm em là khi mà một cái chất lỏng ở trong cơ thể chúng ta mà nó bị ứ lại, nó không được thải ra ngoài, thì đó chính là cái điều kiện thuận lợi, cái môi trường thuận lợi để mà cho vi khuẩn phát triển, nó tự tăng sinh, nó tự phát triển ở trong đó. Cho nên là những cái người bị phì đại tiền liệt tuyến thì người ta cũng dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu hơn so với là những cái người bình thường ha. Đó là người nam. Hoặc là người ta bị gì, bị tình trạng gọi là suy giảm miễn dịch, dù bị HIV hoặc là người ta uống corticoid lâu dài vậy đó, thì người ta bị một cái tình trạng gọi là suy giảm miễn dịch. Suy giảm miễn dịch thì sao, đâu cái cơ thể của mình nó đâu có những cái tế bào bạch cầu để mà nó đánh cái con vi trùng đâu, cho nên vi trùng nó dễ phát triển ha. Thì những cái đối tượng đó thì người ta mới bị, người mới bị nhiễm trùng đường tiết niệu ha. Hoặc là quá già đi, quá già thì sức đề kháng yếm kém thì nó cũng có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu là như vậy. Còn người trẻ nam mình thường chợ chả bao giờ, không bao giờ mà nhiễm trùng đường tiết niệu. Còn nữ ha, nữ vẫn có thể nha, nữ thì dễ nha, ha, nữ thì dễ. Rồi thứ hai ha, này nói chơi ha, mình khi mà mình đi, họ nói thẳng là đi cầu mà cái mình vệ sinh bằng giấy đó anh chị, em không ủng hộ cái đó lắm nha. Dùng giấy, vệ sinh bằng giấy thì mình tất nhiên mình lao, thì mình sao mình lao ngược ra phía trước đúng chưa, lao ngược phía trước thì mình lấy cái con vi trùng từ cái hậu môn mình lao ngược ra phía trước mình lao, thì ở những người nữ thì sao, lao ngược ra phía trước lao thì mình không cẩn thận, nói chung là mình tất nhiên mình không cố tình, nhưng mà mình không cẩn thận thì sao, mình lao ngược ra phía trước thì có thể cái con vi trùng nó từ phía sau mình kéo ra phía trước, nó đi vô cái đường tiết niệu của người nữ ha. Còn thằng nam thì sao, nó dài thòn mình lao đâu có tới đâu, đúng không? Đó, cái trường hợp như vậy thì nó có thể làm cho mình bị nhiễm trùng đường tiết niệu, được chưa? Đó. Nói, rồi về cái giải phẫu anh chị có thắc mắc gì không ta? Nãy giờ nói quá trời. Hiểu không? Nãy giờ hiểu không? Nói chuyện này giờ hiểu không? Hiểu này, hiểu. Rồi. Thầy có thể thay đổi cái pointer đó màu đỏ dễ quan sát được không thầy? Cái nào? Thầy ơi, cái vẽ hả? Có cái bút laser không thầy? Bút laser à? Cái mũi tên thầy nó nhỏ xíu không thấy gì chưa? Đúng rồi đó. Thầy chỉ chỗ nào luôn á. Cái này thấy được không? Dạ được thầy. Ok thầy. Ok. Chứ thầy cho em hỏi thầy. Rồi. Ở nam giới có tính tiền liệt, còn ở người phụ nữ không có không thầy? Không có không thầy? Có bạn nào trả lời không? Các bạn nào trả lời thì là cấu trúc khác. Nữ, rồi nữ thì có tử cung, nam thì có túi tinh tuyến lệ, còn nữ thì có tử cung. Có tử cung nha, không có có âm đạo với âm đạo. Âm hộ nha, cho nên là mai mốt mình học tới tiết sinh dục thì biết. Còn nhưng mà các như vậy là người phụ nữ không có bị cái bị đi tiểu xón là giống người đàn ông không phải không? Tiểu sóng hả? Tiểu sóng. Dạ, nếu không có tiền liệt, không nó bị, nó không có bị cái sự. Nó không có bị cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến thôi anh. Dạ. Cho nên nói vậy đừng có chứng đoán phì đại tiền liệt tuyến nữ và chứng đoán phì đại tiền liệt tuyến kỳ lắm nha. Này, mình, đúng bệnh luôn có thầy. Ghi phì đại nữ, ghi phì đại tiền liệt tuyến lại quỳ lại luôn. Rồi về mặt giải phẫu đơn giản gì ha. Này những cái cấu trúc đơn giản thôi. Rồi ở đây nè anh chị, rồi mình phải nói trước cái đây cái một, vậy tức là máu của mình sao anh chị, máu của mình á là mình gọi nó là cái hệ tuần hoàn, thì máu của mình nó sẽ chạy cả dòng ở trong cơ thể của chúng ta. Tương tự như vậy thì máu nó cũng chạy đến thận, nó chạy đến thận bằng cách nào, nãy giờ mình nói quá trời luôn đó anh chị. Thì cái thận, cái máu của mình á, mình bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ cái thắt trái đi, bắt đầu từ cái thắt trái, máu của mình nó sẽ đi từ cái thắt trái đi ra động mạch chủ, động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng, và đi đến động mạch thận, đúng chưa? Đi đến động mạch thận, máu đi đến động mạch thận rồi, động mạch thận rồi đi đến các phân nhánh của nó, được chưa? Rồi nó đi tới đâu, đây gọi là tiểu động mạch đến nè, cái máu của mình á, cái máu bình thường của mình á, nó đi đến cái tiểu động mạch đến này rồi nè, rồi nó sẽ đi đến cái búi mao mạch cầu thận, được chưa? Tại đây nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng đặc biệt mà ở chỗ khác nó không có. Hiện tượng đó mình gọi nó là hiện tượng siêu lọc. Hiện tượng siêu lọc, được chưa? Tức là sao? Tức là những cái dịch, những cái chất cặn bã ở trong cái máu của mình,
nó sẽ được lọc ra ngoài này. Ngoài những cái chất cặn bã ra thì còn nhiều chất khác nữa, ví dụ như là những chất dinh dưỡng, một vài chất dinh dưỡng hoặc là một vài cái điện giải cho chúng ta, nó có thể đi từ ở trong cái bốn bề mặt cầu thận này đi ra cái khoang. Cái khoang này mình tên gọi của nó là bao bô manh, được chưa? Thì đó là cái nhiệm vụ của cái cầu thận, là cái gì? Là từ máu bình thường của mình nó sẽ tạo thành cái dịch lọc ban đầu, được chưa? Tạo thành cái dịch lọc ban đầu là máu trong trong này, những cái dịch nè ở trong cái máu của mình nó sẽ đi ra cái khoang bao bô manh, thì mình gọi nó là dịch lọc ban đầu. Dịch lọc ban đầu này là cái gì? Nó là những chất cặn bã trong cơ thể của mình, những cái chất điện giải trong cơ thể của mình hoặc là nhiều chất khác nữa, thì mình gọi nó là dịch lọc ban đầu. Dịch lọc ban đầu này nó sẽ tiếp tục đi đâu? Nó sẽ tiếp tục chạy ở trong cái ống thận của mình đó anh chị. Ống thận của mình nó bao gồm mấy đoạn ạ? Nhắc lại giùm em ạ. Dạ, bốn đoạn. Bốn đoạn. Tên là gì? Ống lượng gần. Rồi. Ống lượng gần. Quai hành lê. Quai hành lê. Ống lượng xa và ống gấp. Thì cái dịch lập ban đầu của mình ở cái bao bô banh nè, nó sẽ chạy vào cái ống thận. Và tại đây những cái chất gì nó cần thiết cho cơ thể của mình nó sẽ tái hấp thu, được chưa? Nó sẽ tái hấp thu, và một số chất á nó không cần thiết đối với cơ thể của mình nó sẽ bài tiết ra thêm. Đây là cái mao mạch của ống nè, nó sẽ bài tiết ra thêm một số chất, nó đi vào cái ống thận. Vậy là cái dịch lọc ban đầu của mình đó anh chị, ban đầu á, để nói năm nay trước ha, là nó khoảng 180 lít dịch một ngày, mà mình đi tiểu một ngày nhiêu? Trời, có 1 lít gữ, cỡ lít gữ là căng rồi đúng không? Vậy bây giờ dịch lọc từ máu của mình thành dịch lọc ban đầu tới 180 lần. Vậy mà nước tiểu của mình nó chỉ có 1 lít gữ thôi. Vậy là sao? Vậy là khi mà nó tạo thành dịch lọc ban đầu nè, nó đi qua cái ống thận nè. Thì sao? Thì hầu hết những cái dịch lọc ban đầu đó nó sẽ được tái hấp thu lại vào cơ thể của chúng ta. Được chưa? Và chỉ một cái lượng nhỏ khoảng 1% thôi, tức là 1,5 lít dịch đó, là nó là không được hấp thu lại. Thì nó là gì? Nó chính là nước tiểu, và nước tiểu của mình nó sẽ tạo thành nước tiểu và nó sẽ thải ra ngoài, được chưa? Vậy khi mà máu của mình nó đi đến cái mao mạch cầu thận của mình thì nó tạo thành dịch lọc ban đầu. Dịch lọc ban đầu của mình nó sẽ tiếp tục chạy trong ống thận của mình để nó tái hấp thu hầu hết các chất, và nó những cái thứ còn lại thì nó chính là nước tiểu. Ok. Dạ không? Dạ. Rồi, vậy là cầu thận của mình nó có chức năng là gì? Lọc. Dễ không? Cầu thận có chức năng lọc. Ống thận có chức năng tái hấp thu và bài tiết các chất. Ok. Dạ. Có hiểu thôi chứ không dễ đâu thầy. Chỗ này không hiểu thì hồi sau tới khúc sau nó mới đuối, là tới khúc sau không biết nói sao. Rồi vậy ha. Rồi thì tiếp theo này mình sẽ học cụ thể hơn về cái cầu thận của mình. Cầu thận của mình thì nó sẽ bao gồm các cái cầu thận của mình nó là như thế này. Muốn đi máu cái dịch đó, nó từ trong cái lòng mạch máu của mình nó muốn đi ra được cái bao bô manh á, thì nó phải trải qua nhiều cái lớp khác nhau, nó trải qua là ba cái lớp lần anh chị. Và ba cái lớp này nó sẽ có những cái lỗ lọc, anh chị thấy không? Nó có những cái lỗ lọc này. Thì sao? Ý là những cái lỗ lọc nó có ý nghĩa gì? Thì là tức là những cái phân tử nào mà nó nhỏ thì nó có thể chui qua những cái lỗ lọc này mà nó đi từ ở trong cái mao mạch nó đi ra cái bao bô manh được. Mà những cái phân tử lớn thì sao? Nó chui qua không có được. Thì những cái phân tử lớn nó sẽ được giữ lại ở trong cái mạch máu của mình, được chưa? Ví dụ như là những cái tế bào máu của mình, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, trời ơi, bự quá bự, nó không thể chui qua được. Cho nên trong cái dịch lọc của mình sao? Nó không có các tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu này. Một số phân tử khác ví dụ như là albumin, được chưa? Albumin là đạm đó. Đạm của mình nó cũng bự quá trời bự rồi, cho nên nó chui qua không được, được chưa? Thì như vậy mình gọi nó mới gọi là hiện tượng siêu lọc, tức là nó sẽ nước của mình nè, những cái chất điện giải của mình nè, và một số cái chất dinh dưỡng có kích thước nhỏ nè, nó sẽ chui qua được cái màng lọc cầu thận của mình, nó chui qua và nó tạo thành dịch lọc ban đầu. Những cái phân tử lớn thì nó không thể chui qua những cái lớp này,
thì sao, nó giữ lại cho mạch máu và nó sẽ tuần hoàn trong máu của mình mà nó không đi thải ra ngoài, được chưa? Thì đó là cái ý nghĩa của màng lọc cầu thận ha. Rồi được không, màng lọc cầu thận nó là như vậy đó. Rồi vì vậy cái thành phần dịch lọc của mình nó có đặc điểm như sau, nhớ giùm em là nó không có tế bào máu, nó có rất ít cái protein, được chưa, và nó có nhiều cái ion khác nhau ha. Nhiều cái ion khác nhau. Và nhớ là cái dịch lọc ban đầu của mình là đến 180 lít dịch lọc ban đầu một ngày, mà nó sẽ đi qua cái ống thận thì nó hầu hết nó sẽ được tái thu hết trơn đến 99% luôn, chỉ còn 1,5 lít dịch còn lại thì nó gọi là nước tiểu ha. Nó gọi là nước tiểu. Rồi tới chỗ này là hết hết giải thích ra luôn nè. Rồi gán gán nha, gán gán nha, tập trung chỗ này nè. Nói chậm chút nha thầy. Rồi hồi nãy mình nói anh chị hình dung được này không, à đây là, đây là cái cấu trúc gì, đây là cấu trúc gì, đây là cấu trúc gì chứ? Lưới lọc cầu thận đó. À, đây là cái cầu thận của mình, à đây là lưới mao mạch cầu thận nè, thấy chưa? Ừ, đó nè. Rồi cái ở ngoài gọi là một cái khoang, khoang này tên gọi là cái gì, khoang này mình gọi là khoang gì, khoang gì, không, vỏ thận là cái cấu trúc đại thể rồi, cái này là những cái tế bào của mình thôi. Bao gì, bao gì, bao bumen, bao bumen, bao bumen, được chưa? Đây là cái nơphong, cái nơphong là cái đơn vị cấu trúc cơ bản của thận, nó nhỏ lắm anh chị. Còn mà mấy cấu trúc mà anh chị nói nãy giờ, cái vỏ thận hay là cái gì đó, là cái đó đại thể nó bự cho bá lửa vậy đó, không phải cái này, được chưa? Đây rồi, đây là tiểu động mạch đến nè, lưới mao mạch cầu thận nè, tiểu động mạch đi nè, được chưa? Rồi đây là bao bông anh nè. Rồi tại cái cầu thận này nó sẽ xảy ra hiện tượng gì, hiện tượng gì, hấp thụ, hiện tượng siêu lọc, siêu lọc, siêu lọc, hấp thụ, hấp thụ là đâu, hấp thụ là cái ống thận của này, ống thận, siêu lọc, à siêu lọc là sao, siêu lọc là những cái kích, những cái phân tử có kích thước nhỏ trong mạch máu của mình nó sẽ chảy ra ngoài cái bao bông anh. Ok, thì muốn chảy ra thì nó phải tuân theo một cái quy tắc, à nó phải tuân theo một cái quy tắc nào đó, thì cái nguyên tắc đó, cái nguyên tắc đó mình gọi nó là cân bằng Starling. Rồi cân bằng Starling. Rồi tại vì ông này không phát hiện ra cho nên đặt tên theo ông, không có ý nghĩa gì hết. À đó là cân bằng Starling. Rồi cân bằng Starling này nó bao gồm cái gì, à nó sẽ bao gồm các lực khác nhau, các lực khác nhau. Đầu tiên đó chính là áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận. Áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận đó là cái gì, là cái dịch ở trong lòng mạch máu này nó sẽ tạo nên một cái lực, cái lực đó nó sẽ đẩy cái dịch của mình từ ở trong cái mạch máu nó đi ra cái bao bô mình, được chưa? Cái chiều hướng của nó, anh chị nhớ cái chiều hướng của nó là từ ở trong cái mạch máu của mình nó đẩy cái dịch của mình đi ra cái bao bông anh, thì mình gọi nó là áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận. Rồi ngược lại, có áp suất thủy tĩnh của bao bông anh, áp suất thủy tĩnh của bao bông anh thì nó sẽ đẩy cái dịch của mình từ bao bông anh, nó đẩy dịch ngược lại cái mao mạch cầu thận, được chưa? Là hai cái lực. Đầu tiên áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận nha, là nó đẩy cái dịch từ trong mao mạch cầu thận đi ra bao bông anh. Áp suất thủy tĩnh của bao bông anh là nó sẽ đẩy cái dịch từ bao bông anh đẩy ngược lại cái dịch vào cái mao mạch cầu thận. Rồi một cái lực thứ ba đó chính là áp suất keo của huyết tương, áp suất keo của huyết tương, hay là áp suất keo ở trong, áp suất keo ở trong cái lòng mao mạch này nè, nó được tạo bởi cái gì, nó được tạo bởi là cái chất đạm ở trong máu của mình, à là cụ thể hơn là chính là albumin. Khi mà có cái albumin thì sao? Đây để em vẽ ha, để em vẽ cho dễ hiểu. Rồi. Rồi nhớ em ba cái lực nha. Rồi từ 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 tới mấy em hai lần. Ôi sao kỳ vậy.
Sorry anh chị nha, chờ em xíu nha, máy em hơi lắc, không biết sao chứ. Rồi, tức là cái trong mạch máu này mình có rất là nhiều các albumin. Những cái albumin này nó có nhiệm vụ gì, nó nghe cái tên là biết mà, chất keo, chất keo tức là nó sẽ giữ cái dịch lại ở trong cái lòng mạch của mình. Khi mà cái áp suất keo của mình bình thường thì cái dịch của mình á nó được giữ lại ở trong cái lòng mạch máu, được chưa? Nó tạo một cái lực, nó giữ cái dịch của mình ở trong cái lòng mạch máu. Nhưng mà khi một số bệnh nhân người ta bị một cái nguyên nhân gì đó nó làm giảm cái lượng đạm ở trong máu của mình, thì sao? Khi không có đạm ở trong máu thì cái áp suất này, áp suất keo này, áp suất mà để giữ cái dịch ở trong cái lòng mạch của mình nó sẽ giảm xuống, và cái dịch của mình nó sẽ chảy ra ngoài, được chưa? Vậy áp suất keo có nhiệm vụ là giữ cái dịch ở trong cái lòng mạch của mình. Rồi, vậy em đó anh chị, bây giờ em hỏi anh chị, bây giờ á muốn tạo thành cái dịch lọc á, muốn từ máu tạo thành cái dịch lọc á, thì cái dịch của mình nó phải chảy theo cái hướng nào? Nó phải chảy theo cái hướng nào? Từ ở trong cái mao mạch cầu thận chảy ra cái bao bông anh, hay là từ trong cái bao bông anh chảy vào cái mao mạch cầu thận? Mao mạch cầu thận chảy ra bao bông anh. Chính xác, từ mao mạch cầu thận chảy ra cái bao bông anh. Và ba cái lực này nó sẽ cộng trừ với nhau để làm sao nó tạo thành một cái con số dương. Một cái con số dương thì sao? Một cái con số dương á, thì nó sẽ đẩy cái dịch của mình từ trong mao mạch cầu thận nó đi được ra bao bông anh. Rồi, vậy ba con số đó là bao nhiêu? Đầu tiên là áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận, người ta đo được á, cái áp suất của nó bình thường á, là 60 mm thủy ngân, được chưa? Rồi, áp suất keo ở trong mao mạch cầu thận người ta đo được bình thường nó là 32 mm thủy ngân. Áp suất thủy tĩnh của bao bông anh á, chiếm rất là nhỏ, 18 mm thủy ngân thôi. Và 60 mm thủy ngân này đó là cái chiều từ mao mạch cầu thận đi ra bao bông anh. Và cái thằng áp suất keo nè và cái thằng áp suất thủy tĩnh của bao bông anh nè, hai thằng này nó sẽ đẩy một cái lực ngược lại, cho nên hai thằng này là một nhóm, thằng 60 này là một nhóm. 60 này nó sẽ trừ cho 32 trừ cho 18 này tạo ra được cái con số 10. 10 đó chính là áp lực lọc cầu thận, gọi là cái áp lực lọc cầu thận, tức là cái áp lực này nó phải dương thì cái dịch ở trong cái mao mạch cầu thận của mình nó mới chảy ra cái bao bông anh để mà nó tạo ra dịch lọc ban đầu đó. Rồi sao? Ok không? Nhức đầu. Thôi đợi nói. Thầy nói lại lần nữa đi thưa thầy. Rồi. Thầy ơi cho em hỏi là cái công thức này là luôn luôn là hằng số như vậy hay là nó có sự thay đổi à? Mình công thức của mình nó phải luôn luôn là như vậy, chỉ có số của mình thay đổi thôi, cái số thay đổi thôi chứ công thức nó luôn luôn là như vậy. Dạ. Tùy theo cơ địa này. Nó thay đổi khi nào anh chị? Nó thay đổi khi nào? Ví dụ áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận thì sao? Ví dụ áp suất thủy tĩnh của mao mạch cầu thận của mình thay đổi khi nào? Đầu tiên thì là tăng huyết áp. Bệnh nhân bị bệnh tăng huyết áp đi, bệnh nhân bị bệnh tăng huyết áp, khi mà huyết áp của mình tăng thì cái áp lực áp suất thủy tĩnh của mình nó sẽ tăng. Áp suất thủy tĩnh của mình bình thường là nhiêu? 60, bây giờ nó tăng lên 100 luôn thì cái áp lực lọc cầu thận của mình nhiêu? Nó tăng lên rất là cao, được chưa? Hồi nãy là 60, bây giờ tăng lên 100, tức là hồi nãy mới trừ ra được 10 rồi, đúng không? Bây giờ là 50. Mừ thì nó lọc nước tiểu vừa nó lọc ít. Rồi bây giờ khi mà nó lên 50 thì sao? Nó tăng lên rất là nhiều thì bệnh nhân sẽ sao? Đi tiểu ra nhiều hơn bình thường, tạo ra dịch lọc ban đầu. Dịch lọc ban đầu nhiều thì sao? Nước tiểu nó sẽ nhiều. Nước tiểu sẽ nhiều thì sao? Bệnh nhân đi tiểu nhiều hơn bình thường, được chưa? Hoặc sao? Áp suất keo của huyết tương. Áp suất keo của huyết tương là sao? Nó là cái albumin. Cái albumin trong cơ thể của mình được tạo đâu? Thường thường ở gan nó tạo cái albumin này ha. Hoặc là sao? Khi mà mình ăn thiếu chất dinh dưỡng, ăn thiếu chất dinh dưỡng thì cũng thiếu cái albumin này. Khi mà albumin của mình nó giảm thì sao? Albumin của mình nó giảm thì áp suất keo nó sẽ giảm. Áp suất lọc cầu thận của mình nó sẽ tăng lên, được chưa?
hoặc là áp suất thi tỉnh của bao mông anh này nó tăng lên thì sao? Áp suất thi tỉnh của bao mông anh này nó tăng lên trong trường hợp nào? Ví dụ như mà bệnh nhân bị sỏi thận đi, một bệnh nhân bị sỏi thận, cái sỏi này nó chèn ép vô cái niệu quản của mình, làm cho cái niệu quản của mình nó thải nước tiểu ra không được. Khi mà nó thải nước tiểu ra không được thì sao? Nó sẽ ứ ngược lại lên trên, ứ dịch ngược lại. Khi mà ứ dịch ngược lại thì sao? Nó sẽ tăng cái áp suất thi tỉnh của bao mông anh. Khi mà áp suất thi tỉnh của bao mông anh tăng thì áp lực thì sao? Bao mông anh này nó ngược chiều với cái áp lực lọc đúng không? Khi mà áp suất bao mông anh tăng thì áp suất lọc nó sẽ giảm, được chưa? Áp suất bao mông anh nè là 18 này, nó nằm ở vị trí này nè. Khi mà nó tăng lên thì sao? 60 này mà ví dụ này nó tăng lên 18, bây giờ tăng lên 30 đi thì trừ ra, có khi mà nó trừ ra được số âm luôn thì bệnh nhân sao? Không hình thành nước tiểu, không tạo ra nước tiểu luôn, đúng không? Không hình thành nước tiểu luôn đó ha. Vì vậy nếu mà muốn tạo được cái áp dịch, là muốn tạo được cái dịch lập ban đầu, muốn tạo ra được nước tiểu thì con số này nó phải dương, được chưa anh chị? Ok không? Thưa thầy, cho em hỏi thăm thầy. Rồi hỏi đi bà. Cái hiện tượng mà bí tiểu này. À, hiện tượng bí tiểu hả? Dạ. Mình có hai cái thuật ngữ mình dễ lộn nhau nha. Thứ nhất, nó không hình thành nước tiểu là một chuyện. Thứ hai là chuyện bí tiểu, là hai chuyện đó nó khác nhau. Dạ. Được không? Bí tiểu là sao? Em ví dụ ra một cái trường hợp nè. Rồi, đây là cái niệu đạo của mình anh chị anh. Ha, đây là cái niệu đạo nè. Yeah. Rồi, bây giờ á đường tiết niệu của mình tạo được một cái cục sỏi, và cái cục sỏi nó lọt vô cái niệu đạo của mình. Nó kẹt cái niệu đạo này lại. Được chưa? Yeah. Thì nước tiểu của mình nó vốn dĩ nó vẫn được hình thành bình thường mà, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Nó được tạo bình thường mà, đúng không? Chỉ là chỗ này nó kẹt lại làm cho nước tiểu nó bị ứ ngược lại lên trên. Thì cái hiện tượng mà ứ nước tiểu ngược lại, mặc dù là cái thận của mình tạo nước tiểu bình thường, mình gọi nó là bí tiểu, được chưa? Yeah. Còn một cái trường hợp khác, ví dụ như là bệnh nhân bị tăng huyết áp, đái tháo đường rồi đó, thì bệnh nhân làm tổn thương các tế bào ở thận của người ta, làm tổn thương các nơ phong ở cái thận của người ta, chết hết trơn luôn thì sao? Người ta gây nên cái tình trạng gọi là suy thận, được không? Suy thận mạng. Suy thận mạng thì sao? Thì cái tế bào nơ phong thì vốn dĩ cái thằng đó nó có nhiệm vụ là gì? Hình thành nên nước tiểu. Mà bây giờ nó bị tổn thương hết thì sao? Nó không tạo được nước tiểu. Vì vậy anh phải phân biệt được ha. Thì bệnh nhân cuối cùng cái hai thằng đó kết cục cuối cùng thì người ta cũng không đi tiểu ra được thôi. Đúng chưa? Nhưng mà cái bản chất của nó khác nhau. Một thằng á là ở trên này hình thành được nước tiểu mà nó đi ra không được. Một thằng là suy thận mạng thì sao? Nó không hình thành nước tiểu luôn. Ok không? Có cái vấn đề này thầy ơi. À, tại vì lúc trước em có gặp mấy cái người mà đi tàu đánh cá đi biển đó thầy. Ừ. Thì người ta nói là mình xin đi, ví dụ như mình là người Tây Ngang muốn ra biển chơi á, thật sự ra mà người ta không cho mình đi thì không phải là vấn đề mà dại sống, say sóng. Tại vì cái vấn đề say sóng, dại sóng thì nó không có ảnh hưởng tới cái vấn đề mà tử vong. Ừ. Nhưng mà có những người đi ra leo lên tàu đi ra rồi á, là cái hiện tượng mà bí tiểu, đi tiểu không được. Cái đó là rất là nguy hiểm, cho nên cái người ta rất là ngại cho mình đi theo. Ừ. Đó. Bí tiểu mà ở ngoài cái trên tàu là... gì? Trên tàu, trên ghe đi đánh cá. À, đó là cái hiện tượng mà ra gặp sóng, không biết là nó có thầy có bên y học nó có nói về vấn đề gì đó không. Em nhưng mà chưa nghe nữa, em cũng chưa nghe nữa. Mà theo kinh nghiệm của những người đi biển là rất đáng sợ nhất là cái vấn đề mà lên tàu mà những người không đi quen mới lần đầu đi là cái hiện tượng mà bí tiểu, là không đi tiểu được. Rất là nguy hiểm. Dạ. Mấy anh chị khác có biết vấn đề này không? Có thể giải thích cho anh đó không? Chứ em là em chưa nghe, em không biết. Chưa nghe luôn. Đó là cho nên rất nhiều người mình mới nói với mấy anh mà những cái tàu thuyền trưởng tàu đánh cá nói thật sự ra không phải là không, ta không muốn đi, ta đi chạy say sóng uống thì có thể uống thuốc đồ được. Nhưng khi mà hiện tượng đáng sợ nhất á, là có những cái không biết, không phải là không phải ai cũng bị vậy. Nhưng mà đã có nhiều trường hợp xảy ra là bí tiểu trên tàu. Đó. Rồi. Rất là nguy hiểm đến tính mạng. Rồi. Dạ. Dạ. Để mình tìm hiểu sao ha. Dạ. Rồi. Bây giờ là được cái dịch lập ban đầu rồi. Được cái dịch lập ban đầu. Bây giờ thì sao nó tiếp tục nó làm cái gì? Nó dịch lập ban đầu của mình nó sẽ đi đâu ạ? Dịch lập ban đầu của mình nó sẽ đi đâu? Nó trong bao bông anh này nè, dịch lập ban đầu nó cái đóng trong bao bông anh này nè, nó sẽ đi đâu vậy?
nó lọc ngược lại. Cái gì lọc ngược lại gì? Nó đi đâu? Giờ ở trong này toàn là dịch lọc không nè. Dịch. Nó sẽ đi đâu cái dịch lọc này? Nó sẽ đi đâu? Hấp thụ ngược lại. Nó đi đâu rồi nó mới hấp thụ? Ống thẳng. Ờ, đi là dịch lọc của mình nó sẽ chảy theo hướng này. Được chưa? Nó chảy về cái hướng ống thẳng của mình. Đó. Đó. Dịch lọc của mình hình thành ở đây, bao bông anh ở đây tạo thành dịch lọc, và dịch lọc của mình nó sẽ chảy ở trong cái ống thận của mình, nó sẽ chảy xuống cái ống thận của mình ở tại đây, nó thực hiện quá trình tái hấp thu và bài tiết thêm các chất. Được chưa? Tái hấp thu và bài tiết thêm các chất ha. Rồi mình sẽ tiếp tục, vậy là xong được cái cầu thận rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến cái phần ống thận, được chưa? Rồi đầu tiên mình sẽ đi đến cái đoạn đầu tiên là ống lưng gần. Ống lưng gần này nó có đặc điểm gì ha? Ống lưng gần thì nó có hai đặc điểm. Đầu tiên là nó nhiều ti thể, thứ hai là nó có một cái cấu trúc của cái ống lưng gần, đó chính là cái cấu trúc bờ bằng chải của cái ống lưng gần. Đầu tiên là cái ti thể đó anh chị, cái ti thể đây là cái ống lưng gần của mình ha. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái bờ bằng chải trước đi. Cái bờ bằng chải là cái này nè, đây là cái lòng ống của mình nè, đây là cái tế bào của ống lưng gần nè, đây là cái lưới mao mạch quanh ống của anh chị nè, được chưa? Lòng lâu cái lòng ống thận, bên trong cái lòng ống thận nè, các tế bào ống thận nè, rồi lưới mao mạch quanh ống nè, được ha. Rồi ở cái phía này đối với lòng ống thận á, thì cái tế bào ống thận nó sẽ có cái đặc điểm như sau, đó chính là bờ bằng chải. Cái bờ bằng chải này nó có nhiệm vụ gì thì anh chị nhớ lại cái nhung mao và cái vi nhung mao ở cái đường ruột của mình đó anh chị, thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Thì nó sẽ giúp cho cái nước tiểu của cái dịch lập ban đầu của mình, nó sẽ tăng cái diện tích tiếp xúc đối với các tế bào ống thận này của mình, và nó tạo điều kiện thuận lợi để cho cái quá trình tái hấp thu các chất, được chưa? Ngoài ra ở cái ống lưng gần này của mình nó có một cái đặc điểm là nó sẽ tái hấp thu hầu hết tất cả những cái chất. Thì cái quá trình mà tái hấp thu nhiều đến như vậy, hầu hết những cái chất trong cái dịch lập ban đầu nó sẽ được tái hấp thu ở cái ống lưng gần, đến 65% những cái chất nó được tái hấp thu ở ống lưng gần. Thì mà muốn tái hấp thu được như vậy thì sao anh chị? Muốn tái hấp thu được như vậy á thì nó phải có nhiều kênh vận chuyển, và các kênh vận chuyển này nó cần cái năng lượng để mà nó hoạt động. Mà muốn tạo được năng lượng á, thì nó có một phải có một cái cấu trúc gì, đó chính là ti thể. Tại vì sao? Ti thể đó chính là cái nơi để mà nó tạo nên cái năng lượng ở trong tế bào của chúng ta. Thì cái tế bào ở cái vùng móm lưng gần này nó phải có thiệt là nhiều cái ti thể để mà sao nó tạo thật là nhiều cái năng lượng để mà các tế bào ống lưng gần này nó hoạt động, nó tăng cái quá trình tái hấp thu các chất khác nhau, được chưa? Thì anh chị nhớ giùm em cái cấu trúc ống lưng gần thì nó có hai cấu trúc là ti thể và bờ bằng chải, đó chính là đặc trưng của cái ống lưng gần ha. Thì như nó nói hồi nãy, cái ống lưng gần của mình đó anh chị, thì nó sẽ tái hấp thu hầu hết những cái chất luôn. Thì những cái chất dinh dưỡng mà, những cái chất dinh dưỡng thì cơ thể của mình phải tái hấp thu lại. Thì anh chị nhớ giùm em, nó sẽ tái hấp thu lại hoàn toàn gluco, protein, acid amin, acetoacetate, vitamin. Thì những cái chất này là những cái chất dinh dưỡng đối với cơ thể của chúng ta, thì nó sẽ tái hấp thu hoàn toàn vào bên trong cơ thể của chúng ta. Và những cái chất dinh dưỡng và những cái chất khác, ví dụ như là nước nè quan trọng nhất là nước nè, natri nè, là hai cái chất quan trọng nhất, được chưa? Thì nó sẽ tái hấp thu được 65% ở cái ống lưng gần này. À, như vậy anh chị thấy nước, vậy là mình dịch lọc ban đầu của mình là 180 lít, mà bây giờ chỉ ở cái ống lưng gần thôi, nó đi qua cái ống lưng gần thôi, nó hấp thu được 117 lít rồi ha. Vậy anh chị thấy được cái vai trò cái ống lưng gần này là quan trọng, cực kỳ quan trọng, nó tái hấp thu hầu hết các chất luôn ha. Và những cái chất khác, kali, clo, HCl3+, ure, creatinine thì nó cũng được hấp thu ở ống lưng gần của mình ha. Và nó bài tiết một số chất ví dụ như là H+ và NH3. Rồi, vậy nhớ tóm lại, ống lưng gần nhớ giùm em, những cái chất nào là chất dinh dưỡng thì nó sẽ tái hấp thu hầu hết những cái chất lượng ở ống lưng gần. Những nước và natri nó sẽ tái hấp thu được khoảng 65% ha. Rồi, đây là cái quá trình tái hấp thu của nó. Nè, những cái chất này nè, nó ở trong ống lưng gần của mình ha, nó trong cái lòng của cái ống nè, nó sẽ được tái hấp thu. Nó sẽ được các kênh vận chuyển ở trong các tế bào, nó sẽ vận chuyển vào bên trong cái tế bào ống lưng gần. Và cái tế bào ống lưng gần này nó sẽ khuếch tán những cái chất đó đi vào cái lưới mao mạch cầu thận của mình. Đây là cái lưới mao mạch cầu thận của mình nè. Thì cái lưới này sau khi mà nó có chất dinh dưỡng xong thì nó sẽ trở về cái hệ tuần hoàn của mình, được chưa? Tại tuần hoàn, hệ tuần hoàn của mình, để mà cái hệ tuần hoàn của mình nó có thể hằng định nội môi, cái có thể sử dụng được ha. Rồi
đây là cái quá trình tác thu glucose ha, đây là cái quá trình tác thu glucose. Thì glucose của mình á anh chị, thì đây là những cái phân tử tuy là dinh dưỡng nó khác với cái những cái chất đạm là nó không lọc qua luôn. Còn mà glucose á anh chị thì là những cái phân tử này nó nhỏ. Nhưng mà nó là chất dinh dưỡng cho nên nó sẽ được tái hấp thu 100% ở cái ống lượng gần luôn. Và nó tái hấp thu theo những cái kênh như sau, ví dụ như cái kênh SGLT2 nè, thì nó sẽ đồng vận chuyển natri và ure đi vào bên trong tế bào thận của chúng ta. Và cái kênh GLUT2 này nó sẽ khuếch tán cái gluco của mình đi vào bên trong cái mao mạch quanh ống của mình, được chưa? Và có một cái quá trình như thế này, thì ở cái người bình thường của mình đó anh chị, thì là gluco nó sẽ được tái hấp thu 100%, đúng chưa? Thì tức là ở cái người bình thường của mình, trong máu của mình nó có đường lọc ra ngoài cái dịch lọc ban, lọc ra cái dịch lọc ban đầu thì nó cũng có đường luôn. Nhưng mà nó vì nó được tái hấp thu 100%, cho nên là trong nước tiểu của mình nó có đường không ạ? Cái người bình thường á, trong nước tiểu của mình nó có đường không? Không này. Đúng rồi, tại vì nó không, đúng rồi, tại vì nó được tái hấp thu 100%. Được ha. Rồi, vậy ở những mà cho biết như thế này, thì cái thận của mình á, nó tái hấp thu đường, nó tái hấp thu đường bình thường là 100% là như vậy. Nhưng mà nó có một cái ngưỡng nhất định, nó có một cái chỉ số tuyệt đối, nó có một cái ngưỡng nhất định. Thì tức là khi mà nó cái đường ở cái dịch lọc ban đầu mà nó cao hơn cái số cao hơn cái khả năng tái hấp thu của nó thì nó sẽ không có tái hấp thu nữa. Nó chỉ tái hấp thu thêm một phần thôi, nhưng mà sẽ có một cái phần lượng đường nó được thải ra ngoài nước tiểu. Vậy anh chị liên hệ giùm em là những cái bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh nhân trong máu người ta đường quá trời nhiều, đái tháo đường mà bị bệnh tiểu đường mà đái tháo đường trong máu người ta mà đường rất là nhiều. Trong máu đường rất là nhiều thì sao? Dịch lọc ban đầu của người ta đường rất là nhiều, đúng chưa? Dịch lọc ban đầu đường rất là nhiều. Dịch lọc ban đầu đường rất là nhiều. Thì cái thận của mình nó sẽ tăng cái tái hấp thu đường đó, tuy nhiên nó không có tái hấp thu hết, mà nó chỉ nó tái hấp thu trong cái ngưỡng của nó thôi. Khi mà cái đường của nó vì nó quá nhiều, nó vượt qua cái ngưỡng tái hấp thu của cái thận. Cho nên là cái lượng gluco đó nó sẽ được thải ra ngoài nước tiểu của mình mà nó không được tái hấp thu. Vì vậy ở những cái bệnh nhân tiểu đường sao ạ? Ở những cái bệnh nhân tiểu đường thì người ta sẽ tiểu ra đường thì có thể sao, đường nó ngọt thì nó có thể kiến nó bu cái đường đó ha. Thì ngoài ra thì cái tiểu đường nè, tại tiểu đường người ta thường thường đi tiểu nhiều. Tại sao người ta đi tiểu nhiều? Thì khi mà cái đường của mình á nó không được tái hấp thu á, cái đường của mình nó chạy ở trong cái ống thận của mình, thì nó là một cái đường nó khi nó chạy trong cái ống thận của mình thì nó là một cái chất lợi niệu thẩm thấu, và nước của mình nó sẽ thẩm thấu theo cái đường đó và làm cho cái dịch lọc ban đầu của mình á, cái dịch lọc ban đầu của mình á cũng giảm cái quá trình tái hấp thu vô, thì cái nước tiểu của mình nó sẽ được tạo ra nhiều hơn, thì bệnh nhân sẽ dễ đi tiểu hơn ở cái người bị tiểu đường. Vì vậy cái người mà bị đái tháo đường á, ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều gầy nhanh là như vậy đó anh chị, tiểu nhiều ha, tiểu nhiều là như vậy đó ha. Ngoài ra cái đường cái trong nước tiểu của mình nó sẽ có đường ha. Nếu mà nhiều quá thì sao, nước tiểu mà nó ngọt mà đi tiểu bậy bạ chỗ nào đó thì kiến nó có thể nó bu vô đó là như vậy ha. Rồi ở cái ống lưng gần này anh chị có hỏi gì không ta? Thầy cho em hỏi này tí thầy. Alo. Rồi mình nghe bạn ơi. Dạ, là cái trường hợp lý do vì sao có lúc nước tiểu nó màu vàng mà lúc nó màu trắng vậy thầy? Lúc nước tiểu màu vàng, lúc nước tiểu màu trắng ha. Nước tiểu màu vàng, lúc nước tiểu màu trắng. Rồi. Tùy theo những cái chất mà mình ăn uống. Tùy theo những cái chất mà mình ăn uống hoặc là cái thận của mình nó có bệnh hay không anh chị. Ví dụ như mình ăn nhưng mình uống những cái thuốc á, những cái thuốc ví dụ thuốc kháng sinh nè ha, ví dụ thuốc kháng sinh nè, thuốc kháng sinh rồi nè, thì cái thuốc đó cái bản chất của nó là nó sẽ tạo nên được cái màu vàng. Thì những cái thuốc đó nó thải qua thận thì sao, mình uống cái thuốc đó vô thì nó thải qua thận mà nó không được tái hấp thu, thì cái nước tiểu của mình trong đó nó có cái thuốc vô đó, cái thuốc đó nó tạo nên cái màu vàng của cái nước tiểu ha. Hoặc là cái thận của mình á nó bị bệnh, cái thận của mình nó bị bệnh ha, hoặc là cái thận của mình nó bị bệnh, thì bệnh ở đâu? Bệnh ở cái ống thận, bệnh ở cái ống thận của mình nó không có tái hấp thu các chất, thì những cái chất ở trong đó, những cái chất ở trong đó nó quá nhiều đi, nó tạo nên được cái màu vàng đó, thì nước tiểu của mình nó sẽ đi tiểu ra màu vàng ha. Còn nếu là sao, cái nước tiểu của mình á
nó nước nó nhiều quá, nó không có tái hấp thu nước. À thì nước, ví dụ bệnh nhân bị bệnh đái tháo nhạt đi, một hồi mình sẽ đi đến bệnh đó là cái ống thận của mình nó không tái hấp thu nước, thì nước ở trong cái ống thận của mình nó rất là nhiều, nó pha cho cái nước tiểu của mình nó lỏng le lỏng lét luôn. Thì nó từ màu vàng, nó có hơi vàng nghe vàng xíu, nhưng mà bây giờ nhiều nước trong đó quá nó pha ra ha, nó ra được cái màu trong gieo luôn ha, ha trắng trong ha, là như vậy. Dạ rồi. Cảm ơn. Rồi đuối chưa ta, đuối chưa bạn đuối chưa? Thầy ơi cho em hỏi là sao trong cái slide thầy gửi không có cái tái hấp thu glucose xuống này? À để hồi trở lại cho mình cập nhật nó thôi. Dạ dạ. Cảm ơn. Ủa mình mấy mình chính ngữ nữa hả? À. Thầy cho nghỉ một chút để coi lại bài đi, nó loạn lắm rồi thầy. Dạ hả? À, coi lại 10 phút cũng không hiểu đâu chưa. Dạ thầy cho uống nước rồi thầy. Đi dạ. Thầy uống nước rồi cho nó rồi 20:20 mình bắt đầu tiếp ha. Dạ rồi thầy. Rồi 20:20 mình bắt đầu tiếp. Rồi.